Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn mua điện thoại và chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số tư vấn tiếp theo. Tất nhiên nếu như bạn nào mà muốn mua smartphone giá rẻ, cấu hình cao để mà chúng ta gaming từ phân khúc 2 đến 8 triệu đồng thì có thể là click vào đường link phía dưới mô tả video. Mình đã chọn lọc ra những cái chiếc máy tốt nhất đến từ những cái link shop uy tín nhất. Câu hỏi đến từ bạn là Hiểu Nguyễn Văn. Anh ơi cho em hỏi là trong tầm giá 3 đến 4 triệu đồng thì định mua con iPhone hay Android nào về dùng làm máy phụ anh? Nếu được cho em xin luôn link shop với anh. Mong anh nhiều sức khỏe và đạt được 500 ngàn shop. Để mà làm máy phủ thì chúng ta cần một chiếc máy phải có là hai sim hai sóng, chúng ta có là pin trâu, rồi là nếu như cấu hình nó mảnh được một chút thì tốt, để mà thỉnh thoảng chúng ta có thể là tận dụng nó để mà giải trí trên game đúng không, hoặc là xem phim. Thực ra là máy phủ hay là máy chính trong tầm giá này thì nó cũng sẽ là có một số những cái đặc điểm yêu cầu chung mà thôi. Thì trong tầm giá 3 đến 4 triệu đồng thì Vsmart Lite 4, con này khá hợp lý để mà làm máy phủ. Thứ nhất, pin nó trâu là 5000 mAh. Thứ hai, nó là hàng chính hãng, có 18 tháng bảo hành, 101 ngày đổi trả, thương hiệu Việt đúng không? Và nó sẽ cũng có một option cấu hình tốt với 6GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và con 675, cấu hình rất tốt ở trong tầm giá. Màn hình kích thước lớn, hiển thị tương đối, camera ổn. Con này sẽ là phù hợp nhất trong tầm 3 đến 4 triệu đồng. Còn iPhone trong tầm này thì cũng không nhất thiết chúng ta mua làm máy phủ đâu. Câu hỏi đến từ bạn Anh Trần. Anh ơi em có tầm 5 triệu cần mua máy chính hãng, cấu hình mảnh, liên quân ngon, camera tốt, mong được lên sóng. Tầm này thì có Redmi 6 và Redmi Note 9S. Hai con máy này thì đều bán trong tầm khoảng là dưới 5 triệu đồng. Chúng ta gọi là đều là máy chính hãng. Khả năng chơi liên quân mobile thì vô tư đi. Với con G90T 90Hz và con Snapdragon 720G. Camera trên hai chiếc máy này thì cũng tương đối ổn ở trong phân khúc đối với hàng chính hãng. Câu hỏi đến từ bảng Phú Lực. Anh ơi tài chính em hạn hẹp vỏn vẹn gần 4 triệu đồng, anh tư vấn giúp em một cây Samsung Galaxy hoặc là Note sách tay đi ạ. Cảm ơn. Nếu như 4 triệu đồng mà vẫn muốn mua Samsung thì còn phải tùy nhu cầu ha. Do em là không nói nhu cầu cụ thể em chiến game hay là xài bình thường xem phim, camera các thứ. Thì trong tầm giá này thì anh sẽ liệt kê một số con Samsung ok. Phân khúc chính hãng thì có con M21 vô địch nhất, đang bán trong tầm khoảng là dưới 4 triệu đồng. Chúng ta có pin 6000, màn hình tấm nền Super AMOLED kích thước lớn 6.4 inch, camera thì nó tương đối thôi. Đây là dòng máy tầm trung giá rẻ nên là nó cũng không có quá nhiều điểm nổi bật. Còn tầm này để mà nói là mua Galaxy Note đồ các thứ thì hầu như không thể nào mà chúng ta mua được. Phân khúc này thì quá thấp, kể cả là hàng Line New thì may ra chúng ta mua được S8 hoặc S8 Plus là cái đời máy cao nhất rồi, flagship cũ ạ. Câu hỏi đến từ bạn Đạt Trương. Anh ơi tầm 6 đến 7 triệu đồng thì nên mua điện thoại nào? Em cần điện thoại pin trâu, chơi game PUBG Mobile được 3 năm, hàng chính hãng, mong anh tư vấn. Cảm ơn anh. Nếu vậy thì em nên chờ con Poco X3 sắp ra mắt. Con máy này thì nó sẽ được bán trong tầm khoảng là dưới 7 triệu đồng. Chúng ta sẽ có là loa kép, màn hình 120Hz, chúng ta có pin 5160mAh, rồi là chúng ta có con 732G, con chip đang là mạnh nhất ở trong phân khúc. Thì em gaming, PUBG các thứ 3 năm thì cũng vô tư. Câu hỏi đến từ bản Blue. 3 triệu 7 mua được điện thoại gì anh? Cũ cũng được, em chơi game lâu dài, đồ họa cao. Nếu đồ họa cao chơi game lâu dài 3 triệu 7 thì Redmi Note 8 Pro không con nào tốt hơn. Trên máy này thì trang bị con G90T, 6GB RAM, 64GB bộ nhớ trong thì nó có thể là chơi được max setting một số những cái tựa game tầm trung đổ về, Free Fire, Liên Quân, Call of Duty, kể cả là PUBG luôn. Câu hỏi đến từ bạn Lưu Lâm. Anh ơi em có tầm 6 triệu đồng thì nên mua máy nào cấu hình tốt? Em cảm ơn. 6 triệu đồng thì còn tùy chính hãng và sách tay. Nếu như sách tay option cấu hình tốt nhất thì em sẽ lấy được con là K30 Racing Edition, trang bị con 768G, hàng mới phân bốc đồng hộp. Còn chính hãng tầm này thì nên chờ con Realme 7 sắp ra mắt thì nó trang bị con G95, còn mảnh hơn con G90T trên Realme 6. Câu hỏi đến từ bạn là Tiến Thăng Idol. Anh ơi cho em hỏi là giờ em đang dùng 855 thì có nên đổi đến 865 để PUBG trong vòng 2 năm không? Anh trả lời hỏi nhiều lần rồi. Cảm ơn anh và chúc nhiều sức khỏe. Thực ra 855, 865 thì về cái hiệu năng thì nó cũng không chênh quá nhiều. Chủ yếu là con 865 thì nó có kết nối mạng 5G, bởi vì hai con chip này thì cơ bản tiến trình nó ngang nhau 7 nanomet. Và nếu như em gọi là muốn tiết kiệm thôi thì cứ xài 855 trong vòng 2 năm tới thì nó cũng vô tư rồi, chứ không nhất thiết cần phải là nâng lên 865. Từ khi nâng lên mà mức giá nó không quá đắt thì lúc đó em mới nâng lên mà thôi. Câu hỏi đến từ bản NPQ Vlog. Anh ơi cho em hỏi là Vivo IQ U1 có ngon trong tầm giá không? Em thích chip Snap. Em hỏi nhiều lần rồi, fan của đam mê công nghệ, quá ngon luôn. Chip Snap thì con này 720G, rẻ nhất ở trên thị trường. Và con máy này thì nó sẽ có sẵn tiếng Việt. Em mua hàng online ở xa thì cũng vô tư, mua về dùng bình thường, không có vấn đề gì.
Câu hỏi đến từ bạn Minh Trí Lê. Anh có tư vấn cho em một con máy trong tầm 4 đến 6 có cam trước sau đẹp, pin trâu sạc nhanh, dễ sửa chữa. Em không chơi game, chúc anh nhớ sức khỏe và được 500 ngàn sốc. Em hỏi nhiều lần rồi mong được lên sóng. Nếu như tầm này không chơi game, dễ sửa chữa thì cứ quất hàng chính hãng. Hàng chính hãng thì kiểu gì mà chả dễ sửa chữa. Đó, trong tầm 4 đến 6 thì có một vài option nổi bật. Như kiểu là con Realme 7 sắp ra mắt này, anh nghĩ em nên chờ nó ra mắt rồi nên mua. Con này thì nâng cấp hơn so với con Realme 6, một số những cái đặc điểm thì khá ok. Câu hỏi đến từ bạn Ngọc Nguyễn. Anh ơi, 4 triệu đồng thì mua điện thoại gì anh? Redmi Note 8 Pro hết hàng rồi, nhu cầu là chơi game Free Fire mượt mà, chơi game lâu dài 2-3 năm màn hình to. Em đang nghĩ giữa Vismart Lite 4 và IQ U1, mong anh tư vấn, cảm ơn. Em chỉ mua được Thế Giới Di Động và FPT Shop. Nếu như chỉ mua tại đây thì buộc phải hàng chính hãng, và chính hãng thì chỉ có con Lite 4 thôi. Vivo IQ U1 thì nó là hàng sách tay, không phải hàng chính hãng đâu em ha. Và anh thấy thì con là Lite 4 nó cũng cơ bản đáp ứng được chơi Free Fire mượt trong vòng 2 đến 3 năm rồi, nên em vẫn có thể là mua Lite 4. Câu hỏi đến từ bạn là Tường Phạm. Anh ơi, em có tầm 10 triệu đồng thì nên mua chiếc máy nào? Nhu cầu là pin trâu sạc nhanh, cấu hình cao Free Fire, mắc setting 4 năm, làm streamer tốt, màn Full HD Plus, RAM ROM cao, hàng mới. Chỉ có thể là mua tại Thế Giới Di Động. Cảm ơn, mong được lên sóng. Nhu cầu này thì vô tư, miễn là em đừng mua tại Thế Giới Di Động, bởi vì Thế Giới Di Động thì bán rất hạn chế máy và mức giá rất cao. Đó, nhưng mà nếu như để mà nói là cái chiếc máy vẫn phải là mua ở đây tốt nhất á, thì anh nghĩ sẽ có một vài option như kiểu là Reno 4 Pro. Con này thì sẽ có trang bị màn hình cong, tần số lòng tươi 90Hz, sạc Superbox 65W, RAM là 8GB và 256GB bộ nhớ trong, thì RAM ROM nó rất lớn. Nhưng con chip 720G thì đúng thực sự là nó dùng tương đối nha, nó không phải là option tốt nhất, nhưng mà em chỉ mua tại đây thì hầu như chỉ có con máy này. Tiếp theo sẽ là con Huawei Nova 5T, thì nó được trang bị option con chip tốt hơn, mạnh hơn là con chip Kirin 980. Con chip flagship này thì nó phải ngang tầm với con 845 đến giữa 855. Thì ra đây là một số những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số tư vấn mua điện thoại lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích, hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký tư vấn mua điện thoại để ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.